Bạn đã từng nghe về sự kiện mượn mạng sống của người thân gây chấn động Trung Quốc chưa? Bà cụ mỗi đêm đều cúi đầu lẩm bẩm trước phòng con dâu. Theo truyền thuyết dân gian, bà cụ đang thực hiện nghi lễ để kéo dài mạng sống của mình. Khi con dâu phát hiện ra điều này, cô ta sợ hãi đến mức lập tức dọn ra ngoài. Mức độ kỳ quái của sự việc này có thể vượt xa nhận thức của bạn. Ngày hôm nay hãy cùng chuyện âm dương tìm hiểu về câu chuyện này. Câu chuyện xảy ra vào năm 2010 tại làng Thái Tử, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Năm đó con trai của ông Tống, Tống Nhân Đầu đã bất ngờ qua đời. Điều không ngờ tới là ba năm sau, vào đúng ngày rỗ của Tống Nhân Đầu, con trai thứ hai của ông, Tống Khoái Đệ, cũng qua đời vì đột quỵ. Ông Tống cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ vì cứ mỗi ba năm trong gia đình lại có một người ra đi bất đắc kỳ tử sau khi đau đớn xử lý tăng lễ của con trai ông tống nghi ngờ có thể liên quan đến phong thủy của gia đình mình nên đã nhờ người mời thầy phong thủy lý tông bình đến xem lý tông bình là một người nổi tiếng trong vùng được cho là truyền nhân của môn phái mao sơn khi đến nhà ông không nói gì mà đi khắp trong ngoài để xem xét sau đó còn xem cả mộ phần cuối cùng ông trở lại nhà và lấy la bàn ra tính toán ở các góc phòng nhưng sau hơn một giờ cũng không thấy điều gì đáng chú ý. Lý Tông Bình xoay sở tính toán suốt buổi sáng, cuối cùng dừng lại ở phòng khách nhưng vẫn không tìm thấy vấn đề gì trong nhà. Ông Tống theo dõi suốt buổi sáng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Lý Tông Bình khẳng định đã tìm ra vấn đề và cần kiểm chứng trong nhà. Gia đình không còn cách nào khác, đành theo Lý Tông Bình vào trong nhà. Ông không nhắc đến mộ phần mà hỏi có người già nào trong nhà không mặc dù mọi người trong gia đình đã nghĩ kỹ nhưng không nghĩ ra ai như vậy nhưng lý tông bình khẳng định chắc chắn có người như vậy nên ông tống phải nghĩ lại một lần nữa ông và vợ đếm kỹ các thế hệ nhưng vẫn không nhớ ra ai đúng lúc đó cô bé trong nhà chợt nhớ ra có một bà cô rất già nhưng bà đã dọn đến tỉnh khác từ nhiều năm trước và không còn liên lạc lúc này ông tống mới nhớ ra có một người họ hàng như vậy Nghe nói họ đã dọn đến tỉnh khác nhiều năm rồi, tính ra bà cụ đó phải hơn 100 tuổi, thậm chí còn lớn hơn cả cha ông Tống đã qua đời từ lâu. Nghe nói vậy, Lý Tông Bình lập tức hỏi chi tiết. Ông Tống tính ra rằng bà cụ là cô của ông, nhưng do nhiều năm không qua lại nên gia đình hầu như quên mất bà. Lý Tông Bình hỏi tiếp, bà cụ trong suốt những năm qua có qua lại hay không? Ông Tống nhớ lại rằng bà cụ cứ 3 năm lại về một lần, nhưng chỉ về ngôi nhà cũ không giao tiếp với ai. Lý Tông Bình hiểu ra vấn đề, liền đề nghị đến ngôi nhà cũ của bà cụ để xem xét. Gia đình không dám chậm trễ vì liên quan đến mạng người nên dẫn ông đến ngôi nhà cũ của bà. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng do nhiều năm không có người ở. Lý Tông Bình vào nhà, lấy la bàn ra tính toán và nhanh chóng chỉ ra một khu vực trên nền nhà trông như một cái hố bị lấp lại. Ông yêu cầu mọi người đào lên. Gia đình nghe lời mang công cụ đến đào và phát hiện một chiếc lọ nhỏ màu đen được phủ một tấm vải đỏ lý tông bình cầm chiếc lọ nhìn chằm chằm một lúc rồi mở tấm vải đỏ bên trong là vài quả hạch đào rõ ràng được đặt vào những thời điểm khác nhau có quả còn tươi nhưng cũng có quả đã thối đen ông giải thích rằng đây là một loại tà thuật gọi là thuật kéo dài mạng sống dùng sinh mệnh của người thân trong gia đình để kéo dài mạng sống của mình nghe vậy gia đình ông tống rất hoảng hốt và giận dữ lý tông bình nói tiếp bà cụ sẽ lấy hai hạt đào từ cùng một cây một hạt trôn ở nơi làm phép còn một hạt bà mang theo hạt đào sẽ được khắc tên vào ngày tháng năm sinh của người thân và cứ mỗi lần thực hiện một người thân sẽ tử vong còn bà ta sẽ kéo dài mạng sống thêm ba năm nghe nói bà cụ này đã mất ngay sau khi chiếc lọ được đào lên da rẻ khô quắt như bị rút hết máu các bạn có tin vào những sự việc siêu nhiên này hay không hãy để lại bình luận cho chuyện âm dương được biết nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo